Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay, iTrain sẽ hướng dẫn cho các bạn phương pháp tạo form nhập dữ liệu tính toán trong Word bằng công cụ Developer. Để kích hoạt công cụ Developer trong Word, các bạn vào menu File, chọn Options, chọn Customize Ribbon và tích chọn Developer nằm ở cột bên phải. Lúc này, thanh công cụ Developer đã được hiển thị. Để tạo mẫu nhập số hóa đơn, trong menu Developer, các bạn sẽ bấm tab Controls, chọn Legacy Forms, chọn Text from Field và tiến hành tương tự với trường người lập hóa đơn. Ở trường này lập hóa đơn, yêu cầu ngày lập hóa đơn phải được làm dưới dạng bảng chọn ngày tháng năm. Và trong menu Developer, các bạn chọn tab Controls, chọn JPicker Content Control. Tên sản phẩm là một bảng chọn dạng drop list. Trong menu Developer, chọn tab Controls, chọn Legacy Forms, drop down form field. Đơn giá cũng nhập theo dạng text from field và tương tự cho các trường còn lại trong bảng. Đến đây thì bước chuẩn bị đã hoàn tất. Ta đến bước tiếp theo là thiết lập thuộc tính. Để thiết lập thuộc tính cho mẫu, tiến hành chọn đối tượng, double click, hoặc trong menu Developer, chọn tab Controls, chọn Properties, hợp hại điều khiển sẽ được hiển thị ra. Và số hóa đơn là số, tại ô type, chọn Number. Default Number là giá trị hiển thị mặc định khi không thao tác. Maximum Length là độ dài tối đa ký tự nhập vào. Number Format là chọn kiểu định dạng, trong file mẫu không yêu cầu định dạng nên sẽ được bỏ trống. Bookmark, bạn có thể đặt tên bất kỳ cho text này để dễ nhớ và sử dụng trong các công việc tiếp theo. Calculate on exit, nếu text này được dùng để tính toán, chúng ta sẽ tích chọn và nếu không thì chúng ta sẽ không cần chọn và chọn OK. Người lập hóa đơn là một dãy ký tự, tại ô type chọn regular text. Number format, chọn định dạng uppercase để in hoa toàn bộ các ký tự. Không có tính toán gì nên All Calculate on Exit cũng được để trống. Ngày lập hóa đơn là Day Picker và bấm vào nút mũi tên bên phải để tiến hành chọn ngày tháng năm. Tên sản phẩm là một drop list. Để thiết lập, chúng ta sẽ nhập dữ liệu tại ô drop down item, chọn Add hoặc nhấn nút Enter để thêm giá trị vào bảng chọn. Để chỉnh sửa giá trị nhập sai, chúng ta chọn giá trị cần chỉnh sửa bên Items in Dropdown List, Remove, sau đó tiến hành chỉnh sửa và kết thúc chỉnh sửa chọn Add. Không có tính toán gì nên All Calculate on Exist sẽ được để trống. Đơn giá là một dãy số, All Type chọn Number và để hiển thị số dưới dạng có dấu phẩy phân cách phần ngàn, chúng ta sẽ chọn chỗ này và tại ô Number Format. Do đơn giá được dùng để tính toán thành tiền, chúng ta sẽ tích chọn ô Calculate on Exit. Cột số lượng sẽ làm tương tự như cột đơn giá. Ở cột hành tiền, do được tính bằng số lượng nhân đơn giá, tại ô Type, chúng ta chọn Calculation. Tại ô Expression, nhập công thức tính toán, có hai cách nhập công thức cho hành tiền. Cách 1, dùng tên biến để đặt trước đó. Nhập như thế này và tích chọn Calculate on Exit. Number Format, chọn kiểu có dấu phẩy phân cách phần ngàn là như thế này và chọn OK để hoàn tất. Cách 2 là dùng tham số hàng cột như trong Excel, thì ta có tham chiếu hàng cột như được hiển thị trên màn hình, lần lượt là cột ABCD và hàng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đơn giá nằm ở ô B2, số lượng ở C2, ta có công thức B2 nhân với C2. Tương tự cho ô bên dưới. Tổng hành tiền bằng tổng các hành tiền. Ô Type, chọn Calculation. Tích chọn Calculate on Exit. Có hai cách để nhập công thức tại ô Expression. Cách 1, bằng Sum Above và tính tổng tất cả các ô bên trên. Cách 2, sử dụng số tham chiếu hàng, cột
bằng D2 cộng D3. Số tiền hoàn lại cho khách tương tự như ở cột đơn giá và số lượng. Đặc biệt, trong công thức tại số tiền hoàn trả lại cho khách, khi dùng tham số hàng cột, bắt đầu từ hàng thứ tư, ta chỉ có hai cột A và B được hiển thị trên màn hình và đã được gộp ô. Khi đó, công thức sẽ là B5 trừ B4. Tích chọn Controller on the sheet. Và đến đây ta đã hoàn thành hết các bước thiết lập. Và để có thể nhập dữ liệu vào mẫu này, trong menu Developer, chọn Restrict Editing và tích chọn Allow tại Editing Restrictions, chọn Filling in Forms và chọn Yes Start. Và hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu bảo vệ, bạn có thể nhập hoặc không, và tích OK để tiếp tục. Và bây giờ ta có thể nhập dữ liệu vào mẫu này. Và để nhảy con trỏ qua trường tiếp theo, nhấn Tab. Tại ngày lập hóa đơn, click mũi tên bên phải để chọn ngày và click Today để chọn ngày hôm nay. Bấm mũi tên để chọn giá trị trong drop list và cột hành tiền đã được tính toán và hiển thị. Nhập số tiền nhận từ khách và nhấn Tab trên bàn phím. Chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các bước để tạo một form dữ liệu, một form nhập dữ liệu và tính toán trong Word bằng công cụ Developer. Thì để có thể kết thúc quá trình nhập và chỉnh sửa tại các thuộc tính, chọn vào Stop Protection. Nếu có nhập mật khẩu bảo vệ trước đó, khi chúng ta bấm vào Stop Protect thì chỉ cần nhập lại mật khẩu như cũ và nhấn Enter. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iGen Group.